xin lỗi quý cô, quý thầy trước. Ai ở đây lập trước mình bao nhiêu người nộp đơn thi thạc sĩ? Đông hả? Quý vị đang lo về cái vấn đề nội dung thi. Ở đây tôi nếu nói theo cái tư chủ quan của tôi nghe, chứ không phải bởi vì tôi không phải là người ra đề. Tuy nhiên, ở đây tôi nói theo cái, bởi vì cái chương trình thạc sĩ của mình bây giờ là chương trình của cả nước, chứ không phải chương trình của học viện không. Thành ra khi mà các vị ra đề thì cái mặt bằng kiến thức quý vị phải đặt vấn đề trước. Nghĩa là có thể học viện mình học khác chương trình của Học viện Huế, Học viện Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Hội Đại Hà Nội, nhưng mà cái mặt bằng về kiến thức về giáo lý là giống nhau. Cho nên ở đây, để theo chủ quan của thầy á, là về những cái giáo lý căn bản thì tất cả các trường đều dạy, thì đó là phần triết học Phật giáo. Đó là cái mặt bằng. Bây giờ tụi con đã học về siêu hình học chưa? Siêu hình học Phật giáo học chưa? Rồi là vũ trụ quan Phật giáo học chưa? Nhân sinh quan học chưa? Hả? Học môn gì? Học ở đâu? Ai dạy? Hả? Triết học Phật giáo. Học ở dưới trung cấp. Học Đại Cương. Cái đó là cái nếu như mà thầy nghĩ cái đề đó ra thì họ cũng sẽ ra để tụi con dựa đến những cái giáo lý duyên khởi, vô ngã, ngũ uẩn, nghiệp, đệ. Vì tất cả những cái đó đều là lập luận để đưa ra những cái nhân sinh quan, vũ trụ quan và siêu hình học Phật giáo. Cho nên bây giờ tụi con về theo cái quan điểm của thầy, theo cái nhìn của thầy thôi nghe, chứ đừng có bảo rằng là bởi vì các vị lo quá, vì hỏi thầy nói theo cái ý của thầy. Đó là các con lưu ý giùm cho thầy là những cái giáo lý căn bản mà ở môn Phật học Khải Luận giáo học á, coi là chu kỳ. Mà đặc biệt hôm nay tụi con đang có cái lợi thế, tụi con đang học cái chương trình của thầy đây, thì đây là những cái vấn đề các con coi là chu kỳ, và thầy hy vọng nó sẽ ít ra nó có sẽ được đề cập trong đề thi. Nhưng mà thầy nghĩ là đó là vấn đề triết học. Còn về vấn đề sự Phật giáo Việt, sự Phật giáo thì có hai loại: sự Phật giáo Việt Nam và sự Phật giáo Ấn Độ. Thì các con lưu ý, thì dù mình chọn được một, chọn một trong hai môn đó, chẳng phải thi cả hai. Vậy thì bây giờ các vị có thử, các vị chuyên về loại gì? Chuyên về Ấn Độ thì đọc hai cuốn là đủ, cuốn của Ngài Thanh Kiếm và cuốn của thầy. Thầy hy vọng thầy nằm trong hai cuốn đó. Còn cuốn còn là Phật giáo Việt Nam thì thầy không rành lắm. Thầy không rành là họ sáng cái gì, bởi vì lâu nay thầy không có thời gian đi vào trong đó. Nhưng mà quý vị học là Đại Cương học cái gì? Ví dụ như có thăm và học Phật giáo Lý Trân không? Có không? Đó, thì thầy nghĩ là sẽ là lưu ý. Rồi Phật giáo Đinh Lê, Phật giáo Lê Nguyễn. Đó, thì các vị coi lại những ai mà thi về Phật giáo Việt Nam thì nó sẽ nằm trong những vấn đề đó. Còn Phật giáo Ấn Độ thì sẽ thầy nghĩ là cũng khó ra khỏi hai cuốn sách, cuốn của Hòa Thượng Thích Kiệm và cuốn của thầy ha. Nhớ như vậy. Thì ví dụ như là các cái thời kỳ bộ phái Phật giáo, các cái kiệt tập ha, rồi quá trình hình thành tăng đoàn, quá trình hình thành giới luật, tất cả những cái vấn đề liên hệ đến sự Ấn Độ các con còn lưu ý ha. Đó là góp ý sơ sơ chứ không biết chắc đâu, thầy không phải nằm trong cái tâm hiểu biết của thầy, vì thầy không phải là người nằm trong cái bộ phận đó. Thầy là trưởng phòng đào tạo, thành ra thầy chỉ lo cái chuyện cố vấn mà thôi, tức là gì đề xuất. Còn lại là có cái một cái bộ phận ra đề rất là lớn, mỗi môn như vậy là mấy người ra đề, là chẳng phải một đâu, vài người quyết định là có một cái hội đồng hòa thượng trên đó. Nhưng mà đừng lo vô biệt chi việc này, nghe đừng để dạy trống nha, việc ít việc nhiều nha. Không, đừng tay nào, thứ nhất là đừng để dạy trống, để dạy trống là rất mình viết, mình cứ viết, nếu như mà biết thì tốt, mà không biết thì cứ viết. Viết xong rồi thầy nói thiệt, hồi đó thầy qua thầy thấy ở Ấn Độ á, thì cái môn sử thầy soạn đến 24-23 câu gì lần, một câu như vậy là 3-4 trang giấy, 4 viết từ á, đến lúc vô không trùng câu nào hết. Mà anh văn thời đó là mình chỉ học thuộc vô việc thôi. Vậy là vô mình đọc, mình thấy nội dung nó không dùng cái giả ra lắc, bắt đầu mình cứ thấy ông này rắp vô mù nọ, đây việc đây, cuối cùng được 55 điểm đầu. Đó là tại Ấn Độ đấy. Thành ra tụi con nhớ rằng là đừng để dạy trống. Bây giờ ta trở lại bài của chúng ta. Cái chương trình đào tạo thạc sĩ của mình á, thì là quý thầy cô biết á, mình á, là được Bộ Giáo dục cho phép, Thủ tướng cho phép, tương đối là hơi khó một chút, bởi vì mình đang là thí điểm cho nên chương trình nó hơi khó. Nhưng mà nếu quý thầy cô mà học thì sau này quý thầy cô sẽ có nhiều cái lợi. Ai mà không đi nước ngoài được thì nên dành cái thời gian chỉ có học 3 học kỳ ở đây, còn lại là quý thầy cô viết luận văn ở nhà. Ví dụ ở đó vừa rồi có một cái cô này, cô đã trình luận văn thạc sĩ ra trường,
và thầy là chủ tịch của cái hội đồng đó, cho nên đưa lên thầy ký. Thầy ký của thầy mới xong rồi thì họ mới được trình, mới được là nộp. Quý thầy có biết em ăn cũng lời lắm chứ phải không? Cố gắng mà học, đừng để thời gian nó quá uổng. Thầy mà nghe mẹ thầy cô mà đi học là thầy, học đâu hết thầy cũng vui hết á, mừng. Nó thiệt, đó là cái niềm vui của quý thầy. Ta đi vào cái địa, chủ đề thứ tư về cái giáo lý của Nguyên Thủy. Đó là chủ đề Niết Bàn. Niết Bàn Nguyên Thủy. Và lưu ý thế này, vừa rồi chúng ta vừa học cái giáo lý vô ngã và duyên khởi, thì sau này chúng ta đi vào Đại Thừa Phật Giáo, chúng ta sẽ học thuyết vô ngã, sẽ có nghiên cứu đến cái chủ đề học thuyết vô ngã. Và nó là một trong những cái trường phái tư tưởng chính của Phật giáo Bắc Truyền hay Phật giáo Đại Thừa. Hai cái trường phái chúng ta sẽ nghiên cứu trong cái chương trình Đại Thừa, đó là học thuyết duy thức và học thuyết vô ngã. Và vì những cái học thuyết vô ngã của Đại Thừa nó được triển khai theo một cách khác, nhưng mà nội dung thì cốt tủy nó cũng lấy từ cái giáo lý duyên khởi. Nhưng mà sau này quý vị đem mà so sánh nha, đem mà so sánh. Bây giờ ta đi vào Niết Bàn. Thường thường quý thầy cô nghe đến Niết Bàn, quý thầy cô nghĩ cái gì hả? Khi mà nói nghe đến Niết Bàn, quý thầy nghĩ Đức Phật Niết Bàn là quý thầy nghĩ cái gì? Chết. Niết Bàn bằng là gì? Diệt. Ai diệt là Niết Bàn. Và khi nghe đến cái khái niệm Niết Bàn thì lập tức, mà đây là không phải quý thầy cô đâu, tôi ngày xưa được nghe mà đến chữ Niết Bàn thấy buồn. Buồn. Tự nhiên giống như là có một sự cách ly, chia ly. Và cái đó nó vẫn đang trôi chảy trong đầu quý thầy cô cho đến bây giờ, phải không? Khi nghe đến Đức Phật nhập Niết Bàn là Đức Phật không còn nữa, phải không? Và đó là một trong những ngộ nhận lớn, ngộ nhận cực kỳ, gọi là ngộ nhận. Lý do vì sao? Bởi vì khi Đức Phật mà ngài thiền định dưới cội cây Bồ Đề 49 ngày xong, vào cái thời khắc mà vào sau mai hiện, ngài chứng đắc đạo Bồ Đề. Và lúc đó trong tiếng Anh gọi là ngài đã chứng đại Niết Bàn. Khi mà ngài chứng đạo, gọi là ngài chứng đắc Niết Bàn. Vậy chữ Niết Bàn mà ta đang hiểu và chữ Niết Bàn này là giống nhau không? Cái ngộ nhận là chỗ này đấy quý thầy cô. Mình tu là để đạt Niết Bàn, mà nghe đến Niết Bàn mà buồn thì thôi tu làm chi. Cho nên cái này ở đây quý thầy cô biết rằng là bữa nay phải thay đổi cái hiểu về Niết Bàn. Niết Bàn nghĩa là giải thoát, thứ nhất. Và Niết Bàn nghĩa là giác ngộ. Và Niết Bàn nói theo nghĩa thông thường là hạnh phúc. Hả? Từ từ. Khoan vội. Bây giờ mình đang còn gọi là chỉnh sửa những cái mà cái thói quen chúng ta đang còn gọi là đang run out trong cái máy của quý vị. Đang còn trôi chảy trong quý vị. Và cái đầu tiên mà khi chúng tôi nói với quý vị, khi nói đến Niết Bàn là chúng ta phải thay đổi, tức là chúng ta phải chỉnh lý lại cái suy nghĩ. Khi nói nghe Đức Phật Niết Bàn, lập tức chúng ta nghĩ là cái sự chết nó xảy ra. Và đó là một cái ngộ nhận. Bởi vì Niết Bàn có nghĩa là giải thoát, có nghĩa là giác ngộ, có nghĩa là hạnh phúc. Cho nên tu để đạt đến hạnh phúc giải thoát thì không có cái lý gì mà nghe Niết Bàn mà khổ đau. Mà đây chữ Niết Bàn đấy không hề liên hệ đến chữ chết. Bởi vì định kiến định nghĩa là Niết Bàn là gì? Ái diệt là Niết Bàn. Ái diệt chứ không phải là ngủ uổng diệt. Ái diệt là Niết Bàn, thụ diệt là Niết Bàn. Rõ chưa? Bữa nay thấy cái chỗ này chỉnh lý giùm thầy được chưa nào? Và khi mà ái diệt hay thụ diệt Niết Bàn, mà Niết Bàn lúc đó là gì? Khi mà thí dụ mình đang buồn mà nó mất đi cái đó đi, mất cái thọ đi, mất cái ái đi, lúc đó là mình hạnh phúc hay khổ đau? Khổ đau hay hạnh phúc? Ái diệt là Niết Bàn, ái khiến mình khổ, mà khổ diệt là lúc đó là khổ diệt xong thì được vui hay được buồn? Hạnh phúc hay là khổ đau? Ở đây thầy đang nói cái nghĩa tương đối chữ của chữ hạnh phúc. Vì khi mình nghe chữ hạnh phúc, nó ở trong cái phàm trù và cái bi cảm thọ.
Phạm trù của hạnh phúc là phạm trù của cảm thọ. Nhưng mà thầy muốn suy, thầy muốn gọi là comparison một chút, làm một cái so sánh một chút để quý vị, để giúp cho quý vị đi ra khỏi cái khái niệm niết bàn là nó liên hệ đến cái sự tịch diệt. Mà tịch diệt, khi nghe tịch diệt đây là gì? Tịch diệt đây là nghe là cái chết trúng đống. Và chúng ta trở lại về cái gốc của nó là niết bàn là ái diệt, niết bàn là thù diệt, niết bàn là vô minh diệt. Cho nên niết bàn nghĩa là giải thoát. Hôm trước thầy cũng đã chỉnh lý với các con cái từ từ giải thoát chưa? Nói rồi phải không nào? Bữa nay những cái thuật ngữ này mà quý vị mà không nắm vững là cực kỳ gọi là đi khó đi vào. Khi chúng ta nghe chữ giải thoát là chúng ta nghe cái gì đó nó cao siêu, nó xa vời về mình làm sao giải thoát được? Như thế là một ngộ nhận khác, chỉnh lý lần lần á. Và những ngôn ngữ này mang tính tích cực, không hề tiêu cực. Niết bàn là tích cực, giải thoát là tích cực. Bây giờ tôi hỏi là, bây giờ quý vị hỏi là giải thoát khỏi tham sân si, cái này tích cực hay tiêu cực? Tích cực chứ. Vì tham sân si nó đưa đến mình khổ đau, mình thoát ra khỏi nó. Giải thoát là gì? Giải thoát là cởi bỏ, cởi trói, gọi là giải thoát. Cho nên cái câu thứ tôi mà hồi xưa tôi ngồi thiền á, cái đối tượng thứ ba mà trong cái thiền quán Vipassana gọi là Satipatthana, nó có một cái là về đối tượng về tâm. Cảm giác về tâm tôi sẽ thở vô, cảm giác về tâm tôi sẽ thở ra. Với tâm hân hoan tôi sẽ thở vô, với tâm hân hoan tôi sẽ thở ra. Với tâm định tĩnh tôi sẽ thở vô, với tâm định tĩnh tôi sẽ thở ra. Và câu thứ tư trong cái thập quán về tâm, với tâm giải thoát tôi sẽ thở vô, với tâm giải thoát tôi sẽ thở ra. Đây là cái câu thứ tư trong cái phép quán về tâm gọi là Satipatthana. Và ngày xưa khi tôi học và tôi hành cái này, tôi cứ đọc vậy với tâm giải thoát, và mình cứ nghĩ rằng mình cứ đọc như là một cái thói quen và mình không nắm được cái đó. Nhưng mà chữ giải thoát lúc này không phải là gì cả, cởi bỏ tất cả những cái gì nó ràng buộc của tâm. Lúc khi mình vô, mình dùng cái thiền trị gọi là Samatha. Samatha là dừng lại, thiền trị. Và dừng lại cái gì? Dừng lại những cái tạp niệm, dừng lại những cái phiền não, dừng lại những cái trói buộc, để đi vào gọi là tầm tử hỷ lạc và nhất tâm. Dừng lại năm cái thiền cái để đi vào năm thiền chi. Và dừng lại tất cả cái này thì chỉ, và khi dừng lại toàn bộ mà chỉ còn một hơi thở thì mình buông bỏ toàn bộ rồi. Và lúc này là mình giải thoát khỏi mọi sự trói buộc sâu bi, giải thoát khỏi buộc tài sản, giải buộc chùa chiền. Và cái giải thoát lúc này là mình buông bỏ, cởi bỏ. Và chỗ này tôi nói với quý vị, tôi đọc cái cuốn của ngài Hòa Thượng Nhất Hạnh về cái 16 phép quán niệm này, và tôi giật mình khi ngài để thế này quán à. Với tâm cởi bỏ tôi sẽ thở vô. Ngài không dùng chữ giải thoát mà ngài cởi bỏ. Và từ đó nó mở ra cho tôi một cái nhìn về chữ giải thoát. Giải thoát là cởi bỏ. Bây giờ quý thầy cô có giải thoát không? Bởi vì cái tiếng trình giải thoát là một cái tiếng trình từ thấp đến cao. Một cái thứ cởi bỏ, cởi bỏ nó phải cởi bỏ một lần, không phải như cởi quần cởi áo mà cởi một lần. Mà cởi quần cởi áo trong này tôi 3-4 lớp tôi phải cởi nhiều lần chứ. Và cái tâm mình, cái tập quán nghiệp này nó bị trói nhiều thứ, cho nên mình cởi cái tập quán nghiệp này, cởi những cái thứ tham sân si này, mình cởi nhiều lần. Mỗi lần là mình cho nó một chút, một chút, một chút, một chút. Và cứ mỗi lần mình cởi nó một chút thì tâm mình nó sẽ nhẹ đi. Giống như trên vai mình gánh một cái gánh nặng, mình gánh một cái gánh đó, mà một lần mình cứ đi là mình quăng một cái cây, mình bỏ một cái gánh nặng xuống thì như vậy là cái vai mình nó sẽ nhẹ dần. Cái gánh sinh tử đó là bởi vì sâu biết khổ nào. Cho nên trên bước đường tu giải thoát tu thế này thì mọi bước đi của mình trong giáo pháp này đã bước đi vào giải thoát rồi. Người ta mới nói là cái đạo lộ này, đây là cái lối đi vào trong bước, trong cái lộ trình giải thoát. Bởi vì mình đi vào trong này là mình đã, bây giờ quý thầy cô đang ở trong chùa rồi, đang ở trong trường thế này rồi, có bị cột trói với là tiền bạc ăn uống chờ bố gì nữa không? Có cột bỏi với chồng con, với vợ con, với là gia đình gì nữa không? Giải thoát khỏi những cái mà thiên hạ đang khổ đau về nó. Chúng ta đang giải thoát. Và cái từ giải thoát này bắt ăn, nó tùy thuộc vào mỗi cá nhân, tùy thuộc vào cái hành vi của mỗi chúng ta. Do vậy từ giải thoát này có mặt nếu như chúng ta ứng dụng ngay cái gì thì giải thoát vào cái đó. Vì vậy ở đây hai khái niệm mà tôi nói với quý thầy cô, tôi muốn quý thầy cô
chỉnh lý lại một chút. Đó là cái từ niết bàn và cái từ giải thoát. Nó ở trong ta, nó ở trong ta, nó ở bên ta, và nó chính là cuộc sống của ta. Bữa nay đừng có hiểu niết bàn là gì. Niết bàn là chết, mà niết bàn phải hiểu là hạnh phúc. Từ từ ta sẽ đi vào chỗ đó. Thứ hai, bây giờ thầy kia thầy nói niết bàn là cái cảnh giới của tâm, chứ không phải là cái nơi chỗ. Cái đó là cái để điều chỉnh một chữ nhập. Chữ nhập, Đức Phật nhập niết bàn. Chữ nhập này là nhập là khi nào có một cái chỗ mới nhập vào. Với tôi đi vào trong lớp thì gọi là vào là nhập, đi ra khỏi lớp gọi là xuất. Vậy thì niết bàn có phải là cảnh giới có một nơi chỗ nào không? Có không? Đừng có cũng có thể chỗ nơi chỗ triết học có thể thiên nhiên nó chứ chắc. Bây giờ ta sẽ định nghĩa, ta sẽ nói ngay thì như thế này. Cái gì nó thuộc về thời gian, không gian, nó thuộc về cái có thể hiện hữu, cái đó là pháp hữu vi hay vô vi? Hữu vi hay vô vi? Không gian, thời gian, nơi chỗ hữu vi. Vậy niết bàn là vô vi hay hữu vi? Vậy thì vô vi nó có cái chỗ để vô ra không? Nó đã là vô vi, làm sao mà nhập với không nhập được? Cho nên cái chỗ mà chữ nhập này là vấn đề cần phải hiểu. Cần phải hiểu nó một cách tế nhị. Còn nếu không, mình biến niết bàn thành một thế giới bị chi phối bởi vô thường, khổ và vô ngã. Vì nó có chỗ, có nơi chỗ. Nhập nó có chỗ, có nơi chỗ. Thành ra thường thường tôi cứ viết Đức Phật niết bàn. Niết bàn của Đức Phật. Mà mấy cái học giả, mấy cái người nhà in cứ bắt tôi phải sửa là Đức Phật nhập niết bàn. Không sửa nó không cho tôi in, mà tôi cũng phải viết là Đức Phật nhập niết bàn. Vì cái cách đang hiểu như rửa. Và đang biến một cái thế giới, một cái cảnh giới mà gọi là tâm linh giả thoát của mình trở thành một cái chỗ là gì? Bị vi phụ vô thường chi phụ. Nhưng mình nói với họ không được, bởi vì họ không có thể hiểu được cái đó. Ví dụ như là bây giờ tôi nói một cái chuyện hồi xưa giáo sư Minh Chi, tức là em ruột của trưởng lão của đại lão hòa thượng Thích Minh Châu, là một học giả lớn. Ông là thầy dạy chúng tôi về môn sử, ông dạy hay lắm, ông kiến thức ghê lắm. Và hôm đó là ông với tôi làm việc với ông lâu. Còn bữa ông nói có một cái nhà làm nhà học giả ngoài Hà Nội á, làm trong việc hàng lâm và cũng làm từ điển từ đồ. Và ông vô dịch ra là các bậc A La Hán là vô học, và ông đó ông chủ thích là nhưng ông này là ngu si không biết chi cả, vô mà. Và cái kiểu của họ dịch, cái kiểu mà kiểu cái ngôn ngữ gọi là như ngôn ngữ ăn, ngôn ngữ đếm cân đo đong đếm của họ hàng rửa rồi, thành ra mình không giải thích được. Còn cái vô của mình là gì? Không còn gì để học, gọi là vô học. Thành dịch đây là giáo sư Minh Chi nói về tôi đấy. Giáo sư Minh Chi nói có một cái ông ngoài này, ông làm như là ông này vô học, ông dốt không biết chi cả, chưa học hành gì hết, gọi là vô học. Mà trong lúc mà là gì vô học là không còn cái gì để mà học nữa, gọi là vô học. Cho nên quý thầy cô biết, những ngộ nhận về tư vấn, những ngộ nhận về thuật ngữ, nếu đến dẫn đến những cái sai lầm về khái niệm, những cái sai lầm về khái niệm thì nó dẫn đến cái sai lầm về hành trì, và từ đó là sẽ khó đi vào giải thoát. Bây giờ chỉnh lý mấy cái từ này được chưa nào? Cho nên cái chỗ mà cảnh giới niết bàn là một trạng thái của tâm, cái nó cũng có thể nói rằng là đúng, bởi vì nó là một tiến trình tâm lý. Ví dụ chung là chúng ta sẽ có trong kinh Tăng Chi có 7 loại niết bàn. Chúng ta học chỉ có 2 loại niết bàn là hữu dư và vô dư. Nhưng mà Tăng Chi á, họ nói có 7 loại niết bàn: hữu hành niết bàn, vô hành niết bàn, thường lưu niết bàn. Có 7 loại niết bàn trong cái đó. Quý thầy cô nhớ rằng là nguyên thủy là người ta ghê gớm lắm, không đơn giản đâu. Nhưng mà cái khái niệm này nó quá đại thừa, nó sẽ được phân tích cách khác. Thì dù như vô ngã vô đâu quý thầy cô học, sau này khi mà chúng ta học vào đại thừa, chúng ta học thì vô ngã nó sẽ đặc biệt, nó sẽ được phân tích theo cái chiều hướng của đại thừa. Và vì sao? Vì cái tư tưởng của đương thời, vì cái xu hướng của đương thời, và vì cái sở thích của đương thời, để giải quyết những cái đó. Để mà cuối cùng đi vào cái chỗ là gì? Giải quyết như mục tiêu là để vào gì? Để đoạn trừ tất cả những cái gì? Cái chấp. Chú ý như vậy.
Bây giờ ta nói, vừa nói thầy nói chữ nhập, bây giờ chữ nhập tôi giải quyết được chưa nào? Thế nên chữ nhập này là chúng ta viết phải cẩn thận, và chúng ta phải hiểu rằng Niết Bàn không phải là một thế giới để nhập hay không nhập. Nó không phải là một cái nơi chỗ, một cái thế giới, mà đó là một cái gì đó không thể nói được. Ví dụ như con rùa và con cá nó ở dưới nước á, con cá thì nó phải ở á dưới nước, con rùa thì nó được dưới nước mà ở được đến cả. Hôm nào con rùa nó bò lên là đi một vòng trên đất đai rồi về. Úi trời, nó đi chơi đã được, nó về nó hỏi thằng con cá, nó hỏi anh ơi trên trái đất còn nước không. Con rùa nó muốn sao nói, lắc đầu. Trên trái đất nó như thế này giống như mình không? Con rùa nó lắc đầu. Trên trái đất thế này thế khác, con rùa lắc đầu. Hỏi chứ con rùa lắc đầu bởi vì nói không được, nó con cá nó không hiểu. Ngôn ngữ của trên trái đất con cá nó đâu có biết đâu mà nói. Ngôn ngữ Niết Bàn nó vậy đấy. Cái cảm xúc của thế gian này nói là cảm xúc của cái nước với cá, còn cảm xúc của Niết Bàn là cảm xúc trên trái đất con rùa đi lòng vòng về nó không được. Nói là cứng họng. Cho nên Niết Bàn Đức Phật là vô đây, Đức Phật đây là gì? Ai diệt là Niết Bàn. Quý thầy cô thấy có cái Đức Phật có dùng cái từ tích cực gì, cái từ nào năng động để nói rằng về Niết Bàn không? Ai diệt là Niết Bàn, thụ diệt là Niết Bàn, tham sân di diệt là Niết Bàn. Tất cả đều dùng một cái những cái hình ảnh tiêu cực để diễn tả một cái trạng thái tích cực. Thành ra chỗ này quý thầy cô nhớ rằng chỗ này không là gì cả. Bây giờ để trước khi đi vào cái trạng thái chúng tôi nói, thì dù một cái người bị bệnh ung thư, sau khi trị được cái bệnh ung thư thì họ có hạnh phúc không? Lúc đó thì quá hạnh phúc. Mà hạnh phúc là cái gì lúc đó? Nói đâu có được đâu. Nói vui cũng đủ, nói là tôi quá thích cũng đủ, nói cái gì không đủ cả. Thế là tôi hạnh phúc quá cho rồi. Niết Bàn là hạnh phúc, Niết Bàn là hạnh phúc rửa cho rồi. Bởi vì nói cho mỗi còn vướng hết, thấy không nào? Chỗ này bữa nay lưu ý những cái chỗ này nghe các triết gia, nhớ chưa? Để diễn ta, để cho người ta Phật tử ta thấy rằng là người ta tu đâu là ta đạt Niết Bàn đó, mà tu đâu là giải thoát đó, chẳng phải đời chết mới sanh về cực lạc, không phải đời chết mới Niết Bàn. Cái nên là thay đổi cả cái khuynh hướng tu hành, mà thay đổi cả cái những chuyển hóa, những cái mà người ta bị cản ngăn trong đi con đường đi vào đạo. Bởi vì đôi khi có thầy Phật đặt đạo Phật sao khổ quá, phải đủ thứ, phải làm đủ thứ, phải không được cái này không được cái kia, cuối cùng người ta nói thôi khó quá tu. Và khi mà người ta hiểu đúng cái thuật ngữ, đúng cái từ ngữ, đúng cái ý nghĩa của nó, tự nhiên người ta hành trì, thay đổi cách hành trì, và ta thấy được cái lợi ích ngay từng cách thay đổi người ta. Vì vậy thưa quý cô, cái ngôn ngữ mà hiểu lầm là khái niệm lầm, khái niệm lầm là đưa đến sự hành trì lầm, đưa đến những cái kết quả nó rất là không còn gì. Bây giờ không giải quyết cái chuyện trước khi mình đi vào Niết Bàn, chúng ta phải giải quyết tất cả những cái này. Hả? À dạ. Thầy cứ cảm nhận đi. Hay lắm. Tôi nói hay thôi, tôi còn nói gì đâu. Tôi còn nói giờ đâu. À bây giờ Niết Bàn, tôi vừa nói với quý thầy cô, trong Nguyên Thủy người ta đặt để gặp đến 7 loại Niết Bàn mà chúng ta sẽ biết. Tuy nhiên ở đây có 9 cảnh giới thiền định, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng. Đây là 9 cảnh giới thiền định. À thôi bây giờ không còn nói Đức Phật, bây giờ mình nói cái này cái đã, nói lung tung là chậm đi xa của mình nha. À, đi về cái này. Bây giờ người nào vào sơ thiền, sơ thiền là gì? Làm sao chứng sơ thiền? Vừa nói cái này để giải quyết cái chuyện Niết Bàn không phải chết, để giải quyết cái chuyện tu không phải đời chết, vì biết mình ở đâu, mình chứng cái gì. Mà dùng cái này để gì? Để biết mình đang ở đâu. Quý thầy có cùng về đọc cho tôi cái cuốn Chuỗi Ngọc Trai. Người ta, trong đó cả học giả, các vị hòa thượng đã phân tích kỳ tâm lý thiền là một tiến trình tâm lý.
trong này quý thầy có đọc cuốn này cho thật kỹ giùm tôi, và trong này có giải quyết được nhiều chuyện về giáo lý lắm. Ví dụ như những cái bốn cảnh giới thiền, ngũ thiền hay tứ thiền, thường thường ta nói là chỉ gì, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tiểu thiền mới đến không vô biên, thức vô biên. Nhưng mà trong đó người ta phân tích, Đức Phật phân tích ra năm thiền mới đến gọi là không vô biên. Trong đó ngài Rahula, ngài dịch, ngài phân tích rất là kỹ. Rồi những cái khái niệm như pháp tánh rồi vân vân, những cái đó, những cái bài hay lắm. Và tôi nghĩ rằng là rất lợi ích cho quý thầy cô đọc đó là lợi ích đó. Vì đây là cái trí tuệ của những cái bậc mà học họ tu của học họ để lại, và mình may mắn mình đọc được. Ta trở lại cái vấn đề của sơ thiền. Một người mà chứng sơ thiền thì có hai, có cái việc thứ nhất đó là gì? Đoạn trừ hôn trầm, trào cử, dục, sân, nghi. Người nào mà đi vào hành thiền quán sổ tức, hay là gọi là anapanasati, chúng ta cái bước đầu tiên là để đoạn trừ những cái chướng ngại. Chúng ta hôn trầm, trào cử, dục, sân, nghi. Và khi hôn trầm, trào cử, dục, sân, nghi này nó được, nó không có mặt, tạm dừng lại, thì lập tức nắm cái đối lập của cái này nó xuất hiện. Đó là tầm, tử, hỷ, lạc, bá, nhật tầm. Vậy tâm tử hỷ lạc nhất tâm xuất hiện thì nắm cái tiền cải không tầm trào cự dục sân nghi nó được thay đổi, nó được chuyển hóa thành năm cái này. Và nếu ai làm được cái này thì chứng sơ thiền. Vì thầy có biết cái cảnh giới sơ thiền nó không thuộc cảnh giới, nó cảnh thời nó mình là cảnh giới dục. Sơ thiền nó ở một cảnh giới khác của mình. Và khi mà có được nắm cái thiền chi này, gọi là thiền chi. Thiền chi là chi phần của thiền, thì người ấy chứng sơ thiền. Vậy quý thầy có nghĩ cái sơ thiền này chết rồi mới chứng, hay là mình có thể chứng trong mỗi ngày? Đức Phật vào lúc 9 tuổi, tôi nhắc lại câu chuyện cuộc đời Đức Phật mà tôi dạy cho quý vị rồi. Tâm đó cái môn Phật học khải luận và cái môn này quý vị học cho kỹ, chừng nữa không làm ăn được hết đó. Tôi nói thế không? Để giảng được hết đó. Phối hợp với kinh Trung Bộ, phối hợp với kinh Nguyên Thủy. Tôi nói với quý thầy cô, tôi đi giảng các đạo tràng cả nước. Tôi không nói gì ngoài những chuyện này. Tôi phối hợp với Trung Bộ, tôi hợp với Tăng Chi, phối hợp với Tương Ưng. Và tôi giảng cho Tăng Ni các trường hạ, tôi cũng không nói gì nhiều hơn. Tôi giảng cho Tứ Tăng ngoài nước ngoài, tôi cũng không nói gì nhiều hơn những thứ mà quý thầy cô học với tôi. Chỉ có thái độ, chỉ có linh động, chỉ có làm thế nào để đưa vào cho thích ứng từng răng cơ mà thôi. Chứ không phải cái gì mà nó, thì dù đối Phật tử tôi sẽ nói giảm hơn, tôi sẽ nói ngôn ngữ của họ hơn, và tôi sẽ dùng cái gì là cụ thể hơn. Còn đối với Tăng Ni tôi dùng cái từ chuyên môn hơn, dùng cái gì đó nó mang cái tính học thuật, hoặc mang cái tính tâm linh hơn, ví dụ vậy. Cho nên quý thầy cô đừng có tưởng rằng cái gì phải học cái gì cao siêu đâu. Nó đấy, chìa khóa đấy, chìa khóa đấy. Quý cô đọc trong cái cuốn Chùa Ngọc Ta đi, quý thầy cô thấy người ta viết bằng nghiên cứu phân tích trong đó hết, nhưng mà bằng khoa học Phật giáo. Bây giờ quý thầy cô biết là trước khi qua cái này chúng ta bây giờ là tiến trình tâm lý. Khi cả chúng ta có cái tàng, thứ nhất là tám tàng của chúng ta có gì? Kinh tàng. Thứ hai là luật tàng. Thứ ba là luận tàng. Và cái thứ ba này ta nói là tâm lý học Phật giáo. Luận tàng là tâm lý học Phật giáo. Ví dụ như là tâm lý học Phật giáo nó khác với tâm lý học ngoài đời, nó phải hơn cái tâm lý học ngoài đời, hoặc có cái gì đó nó phân tích mà tâm lý ngoài đời không có phân tích. Vì thầy cô vào đọc trong cuốn Phật giáo Ấn Độ Sự Lượng của tôi có một cái thuật ngữ gọi là Abhidhamma. Trong cái phần mà về kinh Agama đó có cái thuật ngữ về Abhidhamma, và trong này người tôi người ta nói về Abhidhamma,
và nó là một tiến trình tâm lý. Và cái từ mà tâm lý học Phật giáo dành cho cái thơ luận tàng này không phải là tôi dùng, mà trưởng lão, cố trưởng lão hòa thượng viện trưởng của chúng ta là người sử dụng từ này. Tâm lý học Phật giáo, hãy nhớ như thế nào. Đó là cái điều mà quý thầy cô, cho nên mình phải làm thế nào để cái ngôn ngữ của mình mà nói luồng tàng đưa ra ngoài đời người ta nghe hơi xa phải không? Nhưng mà ta nói tâm lý học Phật giáo gần không? Quá gần, dễ tiếp xúc với họ. Cho nên khi mình nói với nhau mình nói luồng tàng thì được, nhưng mình ra mình nói sinh viên mình nói à tôi sẽ giới thiệu cái tâm lý học Phật giáo với các bạn song song với tâm lý học ngoài đời, người ta dễ hiểu không? Trong lúc ta nói là tôi sẽ dễ học luồng tàng Phật giáo với tâm lý học với ngoài của các bạn, người ta sẽ thấy rằng là không biết luồng tàng là cái thứ gì đấy, một cái môn gì mà ghê gớm, là cái môn gì mà tôn giáo không? Không, chúng ta phải dùng những ngôn từ như thế. Bây giờ trở lại cái vấn đề tâm lý. Khi nói tâm lý học, ta nói về tâm lý, đây là năm trạng thái của tâm, năm cái tâm lý của tâm. Khi mà chúng ta chuyển hóa được, thay thế được, chúng ta không nói chữ đoạn trừ mà chúng ta là chuyển hóa, thay thế. Bởi vì cái thứ hôn trầm tạo cự dục sân nghi này, nó cứ lên nó xuống, nó có đó nó không đó, cho nên muốn có nó là chúng ta phải chuyển hóa. Chứ phải đoàn tư thì gì, nó dứt điểm một lần thì ok phải không nào? Nó được đây không, lần này nó tâm tự hy lạc nhấp tôi có mặt, nhưng mà lần sau thì hẳn lại hôn tâm thì trào cự dục sân nghi. Tôi hành thiền như vậy là bao nhiêu năm rồi, không biết mấy năm rồi, mà quý thầy cô biết có những lúc tôi vẫn đi vào hôn tâm, có những lúc cơ thể nó mệt ngồi nó vẫn hôn tâm. Vậy thì sao? Vậy thì cái anh bạn này mình bị nó, cái anh hôn tâm này nó thay thế cái trạng thái là gì? Tâm của chúng tôi, tử của chúng tôi, ví dụ như vậy, phải không ạ? Tử là địa chỉ trào cử. Vậy ở đây ta trở lại cái vấn đề năm cái chín tuổi Đức Phật. Lúc mà ngài Tịnh Phạn Vương xuống làm cái lễ hạ điện, mọi người vui chơi thì Đức Phật đợi lâu quá, lúc là thái tử, là hoàng tử Tất Đạt Đa, Sĩ Đạt Ta ngồi dưới cái hồng táo. Và lúc đó, trong lúc ngồi trong hồng táo, nhìn thấy những cái, bắt đầu ngồi nhìn quán, nhìn thấy các chúng sanh nào, con này cắn con kia, con ăn con nọ. Và ngài ngồi và ngồi như thế thì bắt đầu ngài đi vào định. Và trong thời điểm đó, ngài chứng sơ thiền. Chứng sơ thiền từ lúc 9 tuổi. Thân thì ở dục giới, mà tâm thì ở sơ thiền. Và cái kinh nghiệm sơ thiền này là kinh nghiệm quý báu, cho nên kỳ sau này chính Đức Phật dùng cái kinh nghiệm sơ thiền này, ngài ngồi dưới cái bồ đề, ngài trở lại cái pháp tu mà ngài chứng từ lúc ngài còn kinh nghiệm 9 tuổi sơ thiền, đi vào nhị thiền, đi vào tam thiền, đi vào tứ thiền. Và từ tứ thiền ngài không đi vào tứ không, mà ngài bắt đầu ngài đi vào tam minh, cái truyền thống khác. Nhưng mà trở lại vấn đề đó, bây giờ chúng ta trở lại vấn đề này thôi. Bây giờ nói như thế để biết rằng tâm tử hỷ lạc nhất tâm là nắm cái trí thần của thiền, hay là nắm trạng thái của tâm. Và nắm trạng thái này là có mặt khi chúng ta làm chủ được, chuyển hóa được, hay là đè nén được, nắm cái sự ngăn che, đó là hôn trầm trào cử dục sân nghi. Và ở đây gọi là niết bàn của sơ thiền. Niết bàn của sơ thiền. Vậy chúng ta chứng được cái hạnh phúc của sơ thiền ở đây, vậy chúng ta có chết không? Lúc này có chết không? Không chết. Lúc này đã tịch diệt chưa? Nếu mà cái có cái tịch diệt thì cái mà được gọi tịch diệt lúc này là gì? Hôn tâm trào cử dục sân nghi. Rồi chưa? Thành vừa nay cái khái niệm về niết bàn nó thay đổi hoàn toàn. Và cái tu nó phải thay đổi. Cái đó mới là mình phải chỉnh đốn. Dĩ nhiên là nó phải đòi hỏi một cái quá trình, chúng tôi đòi hỏi một quá trình. Và để được chấp nhận thì quý thầy cô cứ về mà trăn trở, không đồng ý thì cứ phản biện với tôi không có thay đổi, tôi cũng có cứng cảm gì. Nhưng mà đây là những kinh nghiệm, và đây những là cái nghiên cứu học thuật của chúng tôi, và nó được chuyển hóa bằng cuộc sống của tôi nữa. Nên đây là những gì mà tôi nghĩ là quý thầy cô cần lưu ý và cần. À,
Trước khi đi thọ thì có câu hỏi chung. Tôi nói hạnh phúc là niết bàn, cho nên các vị họ nói thế giới này, thế gian này họ đạt được danh vọng tài tài lộc như vậy có phải niết bàn không? Hành niết bàn hữu dư ý và niết bàn vô dư ý. Niết bàn là chữ niết bàn thì tôi dùng chữ hạnh phúc để nói một cái phạm trù để so sánh tương đối. Nhưng mà khi mà có hạnh phúc là đó là an lạc, phải không, là hưởng thụ. Còn cái niết bàn, cái hạnh phúc đó nó tồn tại được bao lâu thì cái đó quý vị, tôi vừa dạy quý vị là nó vui hạnh phúc mà nó liên hệ đến cảm thọ. Tôi nói về thế, tôi nói tôi dùng cái từ tương đối, tôi còn nói là tôi có so sánh đâu mà thành nó chưa chi chấp vô liền ấy. Nói để quý thầy hiểu rằng là cái niết bàn là một cảm giác, một cái trạng thái, nó ái diệt hơi thò chỉ tất cả những cái thứ diệt, nó diệt hoàn toàn mới đi vào niết bàn giải thoát. Còn sơ thiền này còn không? Còn ái không? Còn thù không? Còn sống con? Nó có vẫn hạnh phúc như vậy chứ. Thì dù bây giờ ở đây ta có một cái, cho nên đừng có vội mà nắm đau chấp đó. Quý thầy cứ đọc đau chấp đó là chết rồi, không đi vào được, không muốn được. Phải làm gì? OPK về nghe cái bài kinh của tôi. OPK xả, buông xả là niết bàn cả đạo. Và niết bàn ở đây là gì? Niết bàn ở đây là hạnh phúc. Và chữ hạnh phúc này nó có nhiều cấp độ, phải không? Bây giờ tôi nói về quý thầy cô thế này, khi đói á thì cái gì là hạnh phúc nhất? Đây giờ mấy người này đang đói gọi là sùi lơ bột mép, đang khát là muốn điên lên mà bảo là học 2 giờ triệu miếng trí cũng dạy ấy, là cái như khủng bố như vậy cái chứ, hành hạ như vậy cái chứ. Lúc đó hạnh phúc là gì? Một tách nước. Hạnh phúc là gì? Một tô mì gói. Cho nên cái hạnh phúc nó có nhiều cấp độ, và cái hạnh phúc đó nó được hưởng thụ trong một cái giai đoạn nào đó, trong một cái thời gian nào đó, và sau đó nó biến mất thì nó sẽ thành khổ đau. Cho nên cái hạnh phúc của tôi muốn sử dụng ở đây, tôi muốn nói là cái sự an lạc thoải mái. Còn cái từ hạnh phúc của thế gian mà quý thầy cô nghĩ đó là bởi vì hạnh phúc nó tùy thuộc vào cảm thọ. Mà cảm thọ thì nó vô thường. Còn cái niết bàn thì nó đã vượt qua vô thường, vượt qua cái hữu vi và vô vi. Cho nên ở đây tôi vẫn nói một cái từ là gì? Tôi đang dùng một cái khái niệm để dễ hiểu và tạm so sánh, chứ không thể nó là như vậy được. Lưu ý cho chúng tôi nha. Hãy thôi cái đó từ từ. Bây giờ tôi chưa so sánh các thầy cô như thế này này, những cái vấn đề mình bàn luận á là nhà phải nằm về focus trọng tâm, đừng có chỗ này chỗ kia ha. Rồi nó mất thì giờ. Vì bây giờ tôi đang giải quyết những cái mà quý thầy cô đang rắc rối, đang bị gọi là gì trợ ngại, và tôi muốn cởi nó ra để khi quý thầy cô đi vào chỗ này là quý thầy cô sẽ sống suốt. Tôi không cần nói nhiều. Cái này tôi đưa chìa khóa để quý thầy cô tự mở. Và bây giờ khi quý thầy cô nắm được vấn đề này, quý thầy cô mở được nhiều thứ mà tôi không phải nói nhiều nữa. Còn không mà tôi cứ là ngôn ngữ không mà tôi không giải quyết chuyện này là quý thầy cô cứ gì? Cứ kẹt cái này đến kẹt cái khác. Bây giờ vấn đề ở đây ra được chưa? Ra được chưa mấy ông thầy? Ra được không? Rõ không? Bữa nay mình phải như rứa. Để là bắt đầu mình thấy cái giáo lý của mình, giáo lý Phật giáo mình, nó là cuộc sống. Tiếp cận nên nó là tiếp cận hạnh phúc. Tiếp cận nên nó tiếp cận giải thoát. Cho nên chữ hạnh phúc này nó là giải thoát, và nó đi đến cái chỗ giác ngộ. Giải thoát giác ngộ nó cả một tiến trình. Và tôi nói hạnh phúc là một tiến trình. Ví dụ như ta nói bây giờ theo cuộc đời, ta nói thế này, hạnh phúc không phải là mục đích đến, mà hạnh phúc là một tiến trình, phải không? Thì ngôn ngữ ta thường nói như thế. Cho nên anh khi anh sống, anh phải cảm nhận được hạnh phúc trên từng bước đi, chứ không phải anh đợi đến cuối cùng anh mới đạt được cái hạnh phúc, đúng không? Phải không? Hạnh phúc là một cái tiến trình, mà nó không phải là đích đến. Cho nên hạnh phúc có mặt trên toàn bộ tiến trình ta đi. Và từ cái hạnh phúc của Phật giáo là từ thấp đến cao, cái niết bàn của Phật giáo là từ thấp đến cao. Vì vậy chúng ta mới có là gì? 9 loại thiền định. Hạnh phúc của 9 loại, cái niết bàn là. Và chúng ta có tứ quả sa môn là gì? Tu Đà Hoàng, Tứ Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Bây giờ quý thầy cô nói A La, bây giờ tôi muốn hỏi quý thầy cô, A Na Hàm giải thoát chưa? Cái này gọi là gì? Thất lai. Cái này là gì?
nhất lai, cái này là bậc lai, cái này là vô sanh. Bây giờ chúng ta mới bắt đầu vô chỗ này. Bữa nay tôi nói cái này mà quý thầy cô mà không còn, mà không nắm được thì tôi bỏ tay chấm con luôn nha. Khi chúng ta đoàn cái gì để đi vô tu đầu à? Ba hạ phần kiết sự, thân kiến, nghi, giới cấm thủ. Đó là ba cái hạ phần. Chúng ai mà đoàn được ba hạ phần thì chứng được tu đà hoàng. Nhưng mà trong năm hạ phần kiết sự thì thân kiến, nghi, giới cấm thủ. Còn hai cái nữa là dục và sắc. Vậy cái sơ quả, đề nhất quả sa môn, chứng được đề nhất quả sa môn mới đoạn được thân kiến nghĩ giới cầm thủ, dục và sân còn nguyên, nhưng mà vẫn sơ quả, sơ quả sa môn, đề nhất quả sa môn. Vì vậy đây là niết bàn của tu đà hoàng. Và niết bàn của tu đà hoàng thì nó có cái hạnh phúc của nó có cái an lạc của nó là đoạn được thân kiến nghĩ giới cấm thủ. Nhưng mà nó còn những cái mà nó làm vẫn khổ đau, mà trong thiền gọi là gì? Những cái gai. Trong thiền nó có cái gai biết không? Quý thầy năm mà có cái gai chết đau không? Ai đây là bị gai cuộc sống? Thiền nó dùng cái gai. Cái gai là gì? Những cái thứ nó làm chướng ngại khi mình chứng mình tu đấy. Gai. Vậy thì trong sơ thiền tâm tự là gai, nó đau nhất, buộc lòng anh phải đoạt tâm tự. Còn trong sơ quả, trong cái đệ nhất quả sa môn thì dục tham là gai, để không nào. Vì vậy tu đà hoàng không có nghĩa là đoàn hết tất cả, mà vẫn còn những thứ, nhưng mà ta vẫn hạnh phúc, ta vẫn giải thoát. Nhưng mà giải thoát ở cấp độ chỉ có sơ cái đệ nhất quả sa môn, sơ thiền thì sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Cái quý thầy cố lưu ý cho là sơ thiền khác với sơ quả. Sơ thiền là đi vào con đường đoàn năm thiền cải và thành tựu năm thiền chi. Sơ quả đi vào đoàn từ ba hạ phần kiết sự và chứng sơ quả. Rõ chưa? Phân tích rõ không? Đó, cái nói bữa nay là hiểu như rửa thì mới thấy cái niết bàn là có mặt. Cho nên Đức Phật mới nói trong cái kinh Lăng Già, hay trong kinh Lăng Già, chúng sanh thường đi vào ra niết bàn mà không biết, biết không? Lúc nào mà ải dừng lại lúc đó đang ở niết bàn, lúc nào mà thụ dừng lại lúc đó đang ở, và lúc đó là mình không biết mình đang ở niết bàn. Nhưng mà nếu mà biết thì thôi, nói buồn mà thôi đi ra cho rồi. Tu thì đi tìm niết bàn, nhưng mà biết mình đang ở niết bàn thì chạy đi ra, bởi vì không có ai thương buồn, không có cái gì nắm buồn, phải không? Cho nên quý thầy cô biết nó kinh đặc biệt lạ lùng. Người thầy có thấy hay không? Hay quá. Cho nên niết bàn không đi đâu hết, niết bàn ở đây bây giờ và tại đây. Đại thừa hay cực kỳ, nguyên thủy cực kỳ hay. Vậy tôi là kinh nào cũng hay hết, nhưng mà càng lắng kính mình đặt vào cho đúng, chứ đừng có phân biệt, nhớ không nào? Bây giờ cái chỗ cái khái niệm về niết bàn rõ chưa nào? Thì bây giờ chúng ta đi vào chi tiết. Những cái thứ này học là buồn ngủ, nhưng mà học phải tư ngủ không? Ngủ cũng nổi đầu. Ở đây sư quý sư cô đừng yên tâm, là đừng có đồng hóa cái giải thoát niết bàn của mình bằng chữ hạnh phúc. Tôi đem cái hạnh phúc ra để tôi so sánh cho nó dễ hiểu, và cho thể thấy rằng là mình có thể là giải thoát, có thể hạnh phúc trong từng bước tu tập của mình. Để làm thế nào để hiện thực hóa những cái cảnh giới mà giải thoát của mình nó nằm trong cuộc đời này, chứ không phải đời chết rồi mới về cực lạc, hay đời chết mới vào niết bàn. Và những cái đó khiến cho người ta sợ hãi, và biển đạo Phật là cái đạo mà để dành chuẩn bị cho người ta chết, rất nguy hiểm. Đây là cái điều mà chúng ta phải làm thế nào để khai thông nó, và quý thầy quý cô phải có cái trách nhiệm đó, và bằng cách phải nắm được vấn đề.
sau khi nắm cái tầm quan xong. Bây giờ ta đi vào chi tiết. Bây giờ sau khi nắm cái tầm quan, nắm những khái niệm quan trọng, ta đi vào chi tiết. Niết bàn là bắt dịch từ hai cái từ gọi là gì? Nirvana hoặc là Nirvana. Tánh cái Niết bàn này là cái từ của Tàu nó dùng và việc mình dùng. Vì vậy quý thầy cô, khi mà vào mà viết cái cấp của cái thầy cô, cấp cử nhân, nếu quý thầy cô viết thẳng tiếng Bali thì đó là nghiên cứu nhất Nirvana hoặc là Nibbana. Còn mình có thể để một cái chữ cho nó, mọi người ai đọc cho thể hiểu. Nếu như không biết Bali thì mình để chữ Niết bàn, để trong ngọc đơn. Và ở cấp độ của thầy cô nên dùng. Và những cái từ này là những từ gốc. Còn chữ Niết bàn và chữ Tàu là họ đã có phiên âm ra rồi. Hai Tàu họ có hai cái loại, một cái gọi là phiên âm, một gọi là phiên dịch nghĩa. Bây giờ thế nào là phiên âm tôi nói cho luôn, để quý thầy cô sau này Nagarjuna, Sariputta, đây là hai từ. Một từ là phiên âm, một từ là dịch nghĩa. Sariputta dịch là gì? Xá lời Phật. Cái từ này á là cái từ có nghĩa gì không? Nó không có nghĩa gì cả. Cái từ này là cái từ mà sari là dịch là xả, lời là puta là dịch là lời Phật, và tao là dịch là xả lời Phật. Thì bây giờ mình cũng gọi là xả lời Phật. Và cái từ này á, nếu như mà quý thầy cô khi mà vào tiếng á, để thế này, xả lời Phật, mình để sari puta. Nagarjuna dịch là long thọ. Long thọ là gì? Long là gì? Long là rồng. À, thọ là gì? Để tôi nhớ là cái tích của long thọ. Mạ minh, mạ minh là as. Bây giờ cái từ này để tôi là as. Advagosa. Advagosa tạo dịch là mạ minh. Mà mình là ngựa kêu, mình là hỷ, thấy không nè? Bởi vì sao? Đây là cái từ này á, hai cái từ này họ dịch ra là bởi vì có cái tích về ngài Mã Minh, đó là lúc mà ngài mai mà sinh á, thì cái đàn ngựa nó hỷ. Do vậy á, tao á là họ dịch ra. Cả đây quý thầy đi vô thuật ngữ terminology, rồi quý thầy cô sẽ tìm hiểu. Tôi chỉ nói góp ý thôi, để quý thầy cô khi mà mình dịch như thế này á, thì mình viết khoa hai từ theo nguyên tắc của chúng tôi bây giờ á. Cái nào mà dịch nghĩa chúng tôi viết khoa tất cả các từ, mà cái nào dịch âm thì ta sẽ dùng cái gì, như gạch ngang như thế này. Đây nói một chút trở lại cái Niết bàn. Niết bàn là cái từ mà Trung Hoa họ dịch, mà tôi không, nếu như mà nếu mà mình bỏ chữ Niết bàn mà chữ Niết bàn không á, thì nó rõ ràng là trong từ dịch tiếng Việt mình không hiểu làm sao mà hiểu chữ Niết bàn, mà nó là dịch ấm của Niết bàn. Và Niết bàn nó có hai từ, nó bắt nguồn từ hai từ của tiếng Bali hoặc Sanskrit, đó là ni và vana. Và ni trong tiếng Bali hay Sanskrit nó là không, vana có nghĩa là dệt, không dệt hay là ái dục. Cái lưỡi mà dệt á thì càng dệt nó làm cho mình càng vướng, cho nên không dệt là có gì? Bất chấp thủ. Trong này có một cái nghĩa của thủ trọng. Nhưng mà cái thứ hai là ái dục, không ái dục gọi là Niết bàn. Vì vậy cho nên Niết bàn được Đức Phật định nghĩa đó là sự từ bỏ, sự tách rời khỏi ái dục, sự từ bỏ thèm khát về ái dục. Cho nên Niết bàn không phải là chết, mà Niết bàn là tách rời khỏi ái dục, từ bỏ khỏi ái dục. Và ngài Xá Lợi Phất, ngài diệt, ngài định nghĩa Niết bàn là tham dục, tham diệt, sân diệt và si diệt, gọi là Niết bàn. Vậy từ những cái định nghĩa tích cực à tiêu cực, định nghĩa từ kính như thế này, quý thầy có thấy có chỗ nào buồn vui gì ở đây không? Có chỗ nào làm cho mình cảm thấy xa vời không?
tham diệt, sân diệt, si diệt là mục tiêu của người tu. Vậy vì sao tham diệt mà lại buồn? Tham diệt là niết bàn, sân diệt là niết bàn, và si diệt là niết bàn. Vậy ở đây cái định nghĩa này không, nó đưa đến chúng ta một ý nghĩa tích cực về niết bàn. Cái nghĩa thứ hai, niết bàn có nghĩa là dập tắt, niết bàn, niva. Ý nghĩa có niết dập tắt gì? Dập tắt tham, dập tắt sân, dập tắt si. Niết bàn là diệt, niết bàn là dập tắt. Như vậy đó là ý nghĩa tích cực. Và cái ý nghĩa tích cực khác của niết bàn, đó Đức Phật dạy niết bàn là bất tử, không sanh, không diệt, gọi là niết bàn. Cho nên đừng nghe nói là niết bàn mà buồn. Niết bàn là tuyệt đối an ổn. Cái khái niệm hạnh phúc tôi nói là khái niệm tương đối, còn niết bàn là khái niệm an ổn tuyệt đối. Và cái ngôn ngữ này cũng tạm dùng mà thôi, chứ không làm sao mà mình có thể diễn tả cái gọi là tuyệt đối an ổn là cái gì có thể hiểu được. Mà cái này có thể là cảm nghiệm mà thôi. Có những cái quý thầy có biết là không diễn tả ngôn ngữ. Ngôn ngữ là cuộc đời này nghe mình nói ngôn ngữ phong phú, ngôn ngữ đủ thứ, nhưng mà có những thứ ngôn ngữ nó đùng bông cả là nó lùm cùm á. Thì dù bây giờ quý thầy cô biết đi vào trong cảm giác mà cảm xúc, tình cảm, ngôn ngữ nó bất lực, phải không? Ví dụ như quý thầy cô thấy tiếng sét ái tình, mình nói đi vô tăng tình này, cho nghe mẹ cô mẹ thầy nghe cái này là thích lắm. Tiếng sét ái tình, khi một người nam gặp một người nữ, tự nhiên tiếng sét ái tình làm hai người đó sửng sốt và từ đó yêu nhau. Về tiếng sét ái tình là cái thứ gì? Người ta nói tiếng sét ái tình thường hóa định như thế này là hai cặp mắt gặp nhau một cái và ra lửa, phải không? Nó là cái gì đó mà cuộc đời rất nhiều người cảm nhận, nhưng bà hỏi đừng nghĩa chịu thua. Hai mắt cả nhìn nhau là tiếng sét ái tình, nhìn nên làm ra thế không? Đó không? Có đâu. Cho nên cái chuyện tôi nói đi vào cái lĩnh vực tình cảm là ngôn ngữ nó luồm thuồm. Hoặc bây giờ tôi nói thì dù như là tôi là cái mà hòa thượng tôi hay sử dụng, đó là khi mà một người mẹ hay một người bà mà thương đứa con đứa cháu quá, nói tao thương mày quá, nói hoài không thấy thích, tao ghét mày quá, cái thằng như mày dễ ghét, nhưng mà thật sự là nói gì, nó dễ thương. Cho nên để diễn tả ngôn ngữ bằng ngôn ngữ đi vào thế giới của cảm xúc là chịu thua thôi. Hạnh phúc quá, hạnh phúc quá là hạnh phúc sao? Nó không được rồi thì quá cho vui chứ lên được. Hoặc bây giờ thì dù một cái lĩnh vực khác, và đây là lý do tại sao mà quý thầy có học việc để nhớ về có cái thứ đó cho kỹ cho vô thi đó nha. Có chừng vô thi thật sự. Đấy, tôi đang giảng, quý thầy cô đang có cái lời thế, đang học cái thứ này. Và thì dù như muốn là chừng ngủ, quý thầy cô còn ngủ không? Có người đang ngủ đấy chứ, có thể là ai ngủ không? Khi hồi có nhiều người vô ngủ thiền, bây giờ xuất thiền rồi, tức là đã đi vô niết bàn, bây giờ ra khỏi niết bàn rồi. Có nhiều người học tôi cũng ngồi ngập ngáp nè. Nên là quý thầy cô không để ý cho tôi, giờ này tôi nhìn tôi thấy hết. Nếu mà học cái giờ tôi thì người mà kiểu đi vô ngủ thiền thì không có nhiều. Cũng có, nhưng mà lâu lâu cũng mệt rồi vô ngủ thiền chút rồi đi ra liền. Quý thầy cô có ngủ không? Có kinh nghiệm ngủ không? Có không? Diễn tả ngủ tôi nghe thử. Ngủ làm sao? Cái mà ai cũng phải làm mỗi ngày, ai cũng phải cùng một ngày cũng phải có ít nhất là 8 tiếng hoặc 10 tiếng, có nhiều người lười quá 12 tiếng nữa. Tôi thì khoảng 6 tiếng rưỡi là nhiều một ngày. Đêm tôi ngủ 5 tiếng, 5 tiếng rưỡi là tôi dậy rồi, bữa nay già rồi, U60 rồi, hết ngủ nổi rồi. Và tôi nên tự nhiên là vậy. Nhưng bây giờ tôi hỏi, cuộc đời mình là ai cũng có kinh nghiệm ngủ, ai cũng phải ngủ, ngủ thì chết. Một 3 ngày mà ngủ là tiêu đời rồi. Bây giờ cho tôi biết, ai cũng cũng thực nghiệm cái này, nhưng diễn tả ngủ là gì? Ngủ làm sao? Nói nghe thưa. Ngủ là nhắm mắt. Có nhiều đêm nằm nhắm mắt chết tí mà không ngủ gì cả. Ngủ là không biết gì cả. Mấy cái anh mà bất tỉnh phải anh ngủ không? Có phải đâu, nó bị bất tỉnh nó còn ngủ. Ngủ là không biết gì cả. Nhưng anh bất tỉnh là có biết gì cả. Hôn mê đâu biết gì cả mà nó còn ngủ đâu.
Cho nên cái chuyện mà rất bình thường là mình làm hàng ngày mà diễn tả bằng ngôn ngữ là chịu thua. Cho nên quý thầy cô biết, đó là cái chuyện hàng ngày. Làm sao mà vào trong niết bàn, một cái thế giới mà nó vượt qua cái này mà dùng ngôn ngữ con người mà diễn tả được. Cho nên Đức Phật phải dùng những cái từ, những cái thuật ngữ là gì? Mang cái tính tích cực, passive voice. Thường mà cái diễn tả về niết bàn, Đức Phật dùng cái passive voice, cái thể thụ động, hơn là cái thể năng động, gọi là active voice. Vì vậy cho nên Đức Phật dùng những cái từ để mà có thể diễn tả mà chúng sanh là khỏi được là gì? Bất tử là tuyệt đối là gì? Là mát rười. Này các tỳ kheo, có một trạng thái không sanh, không khởi, không tạo và không tùy thể, đó gọi là niết bàn. Vì không có cái trạng thái đó, không sanh, không khởi, không tùy thể, không niết bàn, ắt không có cái lối ra cho vấn đề sanh tử. Đó là một cái định nghĩa mà niết bàn trong kinh Tông Bộ Đức Phật dạy. Như vậy cái khái niệm niết bàn và những cái ý nghĩa niết bàn bữa nay nắm được chứ hả? Được hả? Và theo nguyên thủy thì bây giờ có hai cái khái niệm niết bàn mà thường người ta hay nói, đó là hữu dư y niết bàn và vô dư y niết bàn. Hữu dư y niết bàn là người đã đạt được cảnh giới giải thoát khỏi luân hồi, trừ diệt hết phiền não, kiết sự mười kiết sự là đoàn tận, thủ tiêu toàn bộ tham sân si, nhưng vẫn còn tồn tại những cái thân thể này, ngũ uẩn này còn tồn tại. Cái đó gọi là, trong nguyên thủy gọi là hữu dư ý niết bàn. Nhưng mà đây là một khái niệm thôi nghe, chẳng phải là nó tất cả. Bởi vì trong cái kinh nguyên thủy ta đề cập đến bảy loại niết bàn mà chúng tôi sẽ nói. Và cái khái niệm này không phải chỉ có Phật giáo có, mà khái niệm này của bên Ấn Độ giáo người ta gọi là Vedanta. Cái phải Vedanta là cái phải này gọi là hậu đanh đa, gọi là hữu thân giải thoát. Cái thân này còn mà giải thoát. Và Đức Phật khi mà ngài chứng bài Bồ đề dưới gốc cây Bồ đề, sau khi mà 49 ngày ngài thiền đạo, thì ngài gọi là gì? Hữu thân giải thoát, giải thoát hoàn toàn. Cái này là hữu dư y niết bàn. Và ngài đã chứng niết bàn khi ngài còn tiếp tục 49 năm nữa, sau 45 năm hoặc 49 năm theo hai quan điểm khác nhau, thì lúc đó ngài mới đi vào cái chỗ gọi là vô dư y niết bàn. Vô dư y niết bàn là gì? Là cảnh giới giải thoát hoàn toàn. Như Đức Phật sau khi mà 49 năm hay là 45 năm ngài thuyết pháp xong, ngài xả cái bảo thân này, bắt đầu ngài thật sự rời khỏi cái ngũ uẩn và ngài chứng vô dư niết bàn. Và cái này thì phải Vedanta họ gọi là vô thân giải thoát. Như vậy đó là hai khái niệm niết bàn mà chúng ta biết. Ở đây kinh Tăng Chi phẩm bốn pháp, Tăng Chi bốn phẩm bảy pháp có đề cập đến bảy loại niết bàn. Và trong này tôi đề năm thứ: trung gian niết bàn, tổn hại niết bàn, vô hành niết bàn, hữu hành niết bàn, thường lưu niết bàn. Và tôi đưa cái này để quý thầy cô có một cái khái niệm về mà đọc. Và thứ nhất, thứ hai là để biết rằng niết bàn không đơn giản chỉ có một cái mà bỏ thân này mới gọi là niết bàn, mà niết bàn nó nằm ngay trong lúc mình còn thân, còn cuộc sống, và có nhiều cấp độ. Không phải là hữu thân, không phải là chỉ có là gì hữu dư giải niết bàn, mà còn có nhiều loại niết bàn. Bây giờ chúng ta đi vào một cái phần quan trọng hơn. Cái này quý thầy có về đọc, và định nghĩa này nằm trong kinh hết, không có cái gì mà phải suy nghĩ. Quan trọng là cái khái niệm và những cái tư tưởng đọc quý thầy. Cái gì nhập niết bàn? Cái gì nhập niết bàn là cái mà chúng ta không giải quyết được, thắc mắc không giải quyết nổi. Ở đây trong trong cái Visuddhimagga, tức là thanh tịnh đạo luận của ngài Buddha Gosa, ngài có định nghĩa cái gì nào niết bàn? Chỉ có sự khốn khổ, không có người khốn khổ, cũng không có người hành động, không ai hết ngoài trừ hành động. Có niết bàn nhưng không có người tìm niết bàn, có con đường nhưng không có ai đi trên con đường đó.
Vì khi mà nói cái gì nhập Niết Bàn, lập tức Niết Bàn trở thành một trụ xứ, và cái nhập Niết Bàn trở thành một cái hữu ngã. Vì vậy ở đây ngôn ngữ không thể dùng được. Và nếu nói đó, nếu đó được gọi là gì đó, thì nói như của Thanh Tịnh Đạo Luận là không có cái gì có thể diễn tả cái gì nhập Niết Bàn được cả. Vì khi mình nói chữ nhập Niết Bàn hoặc cái gì nhập Niết Bàn, thì biến cái thế giới, như cái họ là thế giới của vô vi, thành những cái đối tượng của hữu vi pháp. Và ở đây chúng ta không thể nói cái gì được cả. Cái điểm thứ nhất, cái gì nhập Niết Bàn, không có cái gì nhập Niết Bàn. Cái giải thích thứ hai trong này là khi tất cả những bộ phận được ráp vào đúng chỗ của nó, danh từ phát sanh trong tâm ta cũng thế. Thói quen thông thường gọi là chúng sanh khi những uẩn nó hợp lại. Ở đây là kinh muốn nói đến cái duyên, cái nhân duyên. Mà khi mà nó hồi tụ đầy đủ thì nó sinh ra cái đó, mà không có cái gì có thể diễn tả được. Và cái đích lần thứ ba, nếu có người, cái đây là có một cái câu nói mà tôi nghĩ là chúng ta cũng có thể để tham khảo. Đây là những cái giải thích tôi để quý thầy cô tham khảo. Vì chỗ này chúng tôi cũng dùng cái gì có thể nói cho quý thầy cô hiểu được nữa rồi. Bây giờ là tôi đang uống được trà, nó đầm quá quý thầy cô. Hiểu gì không? Đầm sao nó hiểu được không? Nó cách gì cũng hiểu, nó chát quá quý thầy cô, hiểu được không? Không hiểu được. Thế thôi, muốn hiểu thì lên đây xin miệng làm đi chứ. Biết nó ngang đâu liền, phải không? Nó đắng ngang đâu, nó đầm ngang đâu, nó chạc. Cho nên ở chỗ đây là cái chỗ thể nghiệm, thể nhập mà không thể bắn giải thích. Và vì vậy cho nên có một nhà học giả ta nói, nếu có người dạy rằng Niết Bàn là chấm dứt, bạn hãy nói người ấy nói dối. Niết Bàn là chấm dứt, bạn hãy nói người ấy là nói dối. Nhưng mà nếu có người dạy rằng Niết Bàn là con sống, bạn hãy nói người ấy là lầm. Ta nói chỗ nào hoàn trật hết cả. Niết Bàn vượt ngoài ngôn ngữ tư tưởng và không thể thấu triệt hay hiểu được Niết Bàn. Cách hiểu nhất, cách tốt nhất để hiểu Niết Bàn là gia công thành tựu trí tuệ bằng tuệ giác của mình. Niết Bàn không thể hiểu bằng tri thức. Cái mình đang nói là tri thức. Tôi cũng đã nói về quý thầy rồi, tôi đã giải thích quý thầy chữ trí tuệ và trí thức rồi, phải không? Và chúng ta cũng biết rằng là cái kiến thức chúng ta là kiến thức tùy thuộc, chúng tôi đã dạy rồi, cái này quý thầy cô về coi lại. Và ở trong Niết Bàn thì phải dùng bằng trí tuệ. Quý thầy cô có trí tuệ chưa? Thường thường ta hay dùng chữ trí tuệ, nhưng mà chữ trí tuệ nó không đơn giản là những cái thứ mà tôi đang nói với thầy cô rồi tóm góp lại rồi biến thành cái riêng của mình. Cả đó trí tuệ, cả đó không phải, cả đó là kiến thức, cả đó là trí thức. Cái trí tuệ là cái thấy trực diện, thấy được cái bản chất của sự vật như thật, và cái thấy đây, cái thấy nó bền vững, nó kiên cố bằng tuệ giác. Mà cái thấy đó nó chỉ có mặt khi mà thiền định có mặt. Tôi dạy quý thầy cô, tôi nói với quý thầy cô, trí tuệ bạc nhã xây dựng trên cái nền tảng của là có mặt cuộc hệ quả của lá thiền định, cả là chúng ta biết rồi. Cho nên ở đây có thể mà nó là như thế mà thôi. Tôi chỉ đưa ra những cái giả thích để chúng ta suy nghĩ. Và ở Phật giáo Nguyên Thủy, Niết Bàn người ta có thể giải thích qua 3 cấp độ. Một cấp độ gọi là Niết Bàn luân lý, thứ hai là tâm lý, và thứ ba là siêu hình. Vậy bây giờ chúng ta sẽ hiểu cái Niết Bàn qua 3 cấp độ này để có thể giải quyết được một cái gì đó mà cứ lăng tăng trong tâm chúng ta. Dĩ nhiên là chỉ
để cho mọi người về mà thể nghiệm. Nhưng mà ít ra ba cách giải thích này cũng có thể thỏa mãn được chúng ta trong một mức độ nào đó. Thứ nhất, niết bàn là luân lý. Niết bàn độc nhất chỉ là một trạng thái luân lý, nó chứng được bởi đời sống này, trong cuộc sống này, bởi phương pháp luân lý, thiền định và trí tuệ. Thứ nhất là niết bàn là luân lý, mà luân lý đây là đạo đức. Chữ luân lý là chữ ngày xưa ta dùng, ngày ngày ta gọi là luân lá đạo đức. Thay hai chữ luân lý và bằng chữ đạo đức. Vậy niết bàn chính là đạo đức, và người ta có thể chứng đạt được niết bàn đạo đức qua trong cuộc sống này. Ví dụ như ta không làm ác, ta dừng những việc ác, cái đó có phải là luân lý không? Có phải đạo đức không? Cái đó hả? Giới là đạo đức chứ nữa. Cho nên ông thầy sư phụ của thầy mà ông thì mày dùng cái từ ông thay đổi đó, đạo đức, thiền định và trí tuệ, đó là giới. Cho nên khi có giới là có niết bàn, đúng không? Dừng lại cái việc ác, dừng lại những cái việc là bất thiện, thì lúc đó chúng ta sẽ có cảm giác an tịnh, có cảm giác vui vẻ thoải mái, vì chúng ta không sợ hãi vào tù vào tội. Thì lúc đấy gọi là niết bàn luân lý. Thấy chưa? Như vậy cái cấp độ thứ nhất thấp nhất là niết bàn luân lý. Niết bàn là dừng các việc ác, làm các việc thiện. Ở cấp độ đó là cấp độ của giới, cấp độ của đạo đức, cấp độ của luân lý. Vậy bữa nay cái cấp độ thứ nhất mà chúng ta làm cái chứng niết bàn trong đời này được chưa? Thì cô nào mà vừa lắng tăng cái chuyện hạnh phúc và là niết bàn bây giờ biết mình ở đâu chưa? Rõ ràng. Các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và các vị học giả, các vị tổ sư chúng ta, người ta cố gắng ta làm những cái thứ mà có thể giải quyết được, có thể làm cho chúng ta bớt thắc mắc được, bớt lăng tăng. Nhưng mà bây giờ thì dù như là nói dừng các việc ác là niết bàn, bây giờ cứ nói hoài có niết bàn được không? Bây giờ làm sao để có niết bàn đó? Là sống, thực hành, cái đó gọi là hành động. Cái loại thứ hai ở đây chúng ta tiến thêm một chút cái luân lý, cái diễn tả cái niết bàn qua cái phương diện luân lý. Ở đây là trừ diệt tham sân si ái phiền não thì cái đó gọi là niết bàn ở cái cấp độ luân lý. Ở cấp độ thứ hai là cấp độ tâm lý. Cái này thì là chúng ta vừa nói về thiền định hay tu tập thiền định về mục đích là hướng dẫn tâm tư vào một trạng thái không còn dục lạc ở thế gian và đau khổ, mục đích là đạt được giải thoát tâm trí ra khỏi những vấn đề thế tục. Và như rồi chúng ta phân tích cái thơ thiền đó là để gì? Để đi ra khỏi nắm cái chướng ngại, để có được nắm cái thiền chi, nắm cái trạng thái tâm lý. Cái đó là niết bàn. Cho nên dựa trên cái đó người ta gọi là cái cấp độ thứ hai của niết bàn là gì? Tâm lý, cái phương diện tâm lý, phương diện đạo đức, phương diện tâm lý. Và cái khó nhất mà để diễn tả đó là vấn đề siêu hình. Cái giai đoạn thứ ba là niết bàn siêu hình. Và cái niết bàn này thì chỉ có ngầm má nghe. Đó là gì? Đức Phật nói này, các tỳ kheo, có cái bất sanh không tạo tác vô vi. Cái đó gọi là niết bàn trong cái ý nghĩa siêu hình. Vô sanh không tạo tác vô vi diễn tả bằng cách nào? Chiều thôi. Phật giáo Nguyên Thủy không xem niết bàn là sự đoàn diệt mà là một cái gì rất tích cực nhưng vô biên, không thể diễn đạt được như không. Niết bàn vượt ra khỏi dục giới, sắc giới và vô sắc giới và được gọi là siêu thế giới. Trạng thái này không có thể nói, mà trạng thái này chỉ còn cách là chứng ngộ. Cho nên cái mà quý thầy cô đang còn sợ mà tôi so sánh chữ hạnh phúc là ở cái sát bàn niết bàn siêu hình, còn hai cái vừa rồi chúng ta đang nói là ở cái niết bàn tâm lý và niết bàn luân lý. Ở đây có ai thắc mắc gì nữa không về cái niết bàn? Có ai thắc mắc gì nữa không? Nắm được vấn đề rõ ràng chưa?
Bây giờ bữa nay mà chúng tôi mà hỏi quý thầy cô về Niết Bàn, quý thầy cô có thể làm cho chúng tôi một cách mà hiểu được không? Cảm nhận được không? Được không? Còn đây là cái nỗ lực của rất rất nhiều người để chúng ta có những ý kiến. Cho nên nếu chúng ta đọc trong kinh mà không qua những phân tích này thì rất là khó, rất là khó. Do vậy cũng là cái những cái tài liệu chúng ta cần. Và cái điều thứ năm mà chúng ta bàn luận trong cái Phật giáo Nguyên Thủy đó là cái lý tưởng giải thoát. Lý tưởng giải thoát của Nguyên Thủy Phật giáo đó là A-la-hán. A-la-hán là mục tiêu giải thoát. Và quý thầy cô nhớ thế này, Đức Phật một trong 10 cái danh hiệu của Đức Phật là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biện Tri, Minh Hạnh Túc, Thiền Thể, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Thượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Phải không nào? Và Ứng Cúng, A-la-hán là bậc Ứng Cúng, xứng đáng được cúng dường, tương ứng xứng đáng được cúng dường gọi là Ứng Cúng. Và Như Lai là bậc Ứng Cúng. Cho nên A-la-hán là sanh đã tận, phàm hành đã thành, những việc cần làm đã làm xong, không còn sinh tử luân hồi. Cái đó mới gọi là, như vậy là cái nói khác đi, A-la-hán là đã giải thoát hoàn toàn. Và ở đây nói là A-la-hán còn chấp thụ, còn ích kỷ, đó là những cái ngộ nhận và những cái thành kiến, định kiến mà chúng ta cần phải thay đổi. Cái lý tưởng A-la-hán này là cái lý tưởng giải thoát của Phật đạo Phật giáo Nguyên Thủy. Mà thật sự đây là con đường đi đến tu tập. Vì Đức Phật dạy thế này, thế này thế nào là sự khác nhau giữa A-la-hán và Đức Phật. Đây là cái kinh tương ứng nói. Đức Phật nói A-la-hán và Đức Phật có một sự khác nhau duy nhất. Đức Phật cũng là A-la-hán, mà A-la-hán chánh đẳng giác, và các đệ tử của Ngài là A-la-hán. A-la-hán chánh đẳng giác bởi vì sao? Bởi vì Ngài là một vị A-la-hán và người phát hiện ra con đường giải thoát giác ngộ và truyền dạy lại con đường giải thoát giác ngộ. Và các A-la-hán là người đi theo con đường và giáo lý đó và chứng đắc được quả giải thoát. Vậy cái sự khác nhau giữa Như Lai và A-la-hán ở đây là Đức Phật là người chứng đắc ra được cái, tìm ra được cái con đường giải thoát giác ngộ và tuyên thuyết cái đó. Và những A-la-hán là người đi theo cái giáo lý trực là hành trì cái đó và chứng đắc như Đức Phật. Khác nhau có chừng đó. Đức Phật Ngài tìm ra con đường và Ngài A-la-hán là đi theo con đường Đức Phật tìm ra. Vậy về mặt trí tuệ các vị có khác nhau không? Tôi chưa nói thôi, cái giác hành viên mãn là khái niệm của Đại Thừa đó thầy. Từ giác, giác tha, giác hành viên mãn là khái niệm đó. Về sau bây giờ ta đang nói cái chuyện A-la-hán đã nghe trong thôi, ta lộn xộn lào xào nhé, cho nó rắc ra vào đó. Và nhớ thế này, trong kinh nói về Ngài Xá Lợi Phất, Đức Phật nói về cái trí tuệ á, thì Xá Lợi Phất ngang bằng Đức Phật. Dù Đức Phật có hỏi về thế giới của vũ trụ nhân sinh 7 ngày 7 đêm thì Ngài cũng sẽ trả lời được. Về thần thông thì Ngài mục kiền liên, Ngài ngang bằng Đức Phật. Vân vân, mỗi vị có một cái hành. Vậy thì đặc Ngài Đức Phật là Ngài là về mặt toàn giác, tức là chánh đẳng chánh giác thì Ngài bao trùm. Còn các vị A-la-hán có thể, ở đây mình chỉ nói rất là theo cái kiến giải của tôi nghe, chứ không phải trong kinh đâu. Kiến giải thì dù như bây giờ là tôi là tiến sĩ Phật học thì tôi cũng là tiến sĩ, nhưng mà tôi giỏi về Phật học. Còn quý thầy cô là tiến sĩ triết học thì quý thầy cô cũng tiến sĩ, nhưng mà về lĩnh vực triết học, lĩnh vực xã hội học. Còn Đức Phật là gì? Toàn tiến sĩ, tiến sĩ toàn phần, thấy không nào? Nhưng mà cấp độ là đã đạt đến tiến sĩ giống nhau, nhưng mà Ngài là toàn phần, còn mình là từng phần. Cho nên chỗ này giải thoát là ngang độ gặp nhau, nhưng mà toàn tỷ thì chỗ này mình chưa có thể so sánh với Đức Phật. Mỗi mình có thể có mạnh cái này mà yếu cái khác, phải không nào? Cho nên ở đây chỗ này chúng ta biết rằng
Đây là cái câu mà tôi trong kinh Đức Phật là vì khám phá ra con đường chưa được khám phá từ trước, một vị đã biết được và chuyển hóa con đường, và hàng thanh văn chỉ là những người nương theo con đường đó thôi. Đó là sự khác nhau giữa A-la-hán và A-la-hán chánh đẳng giác, kinh Tư Ưng Bộ. Tất nhiên là rất nhiều vị gọi là đại thừa, người ta không chấp nhận cái này. Nhưng mà chuyện không chấp nhận hay chấp nhận đó là vấn đề của từng cá nhân hay của từng khuynh hướng. Còn vấn đề đi vào trong triệt lý thì mình phải nói với nhau bằng những cái lời của Đức Phật. Thành ra sau này quý thầy cô nói thế này: Phật dạy rằng, thì tôi sẽ hỏi quý thầy cô Phật nào. Phật nhiều Phật lắm đấy. Mà Phật Thích Ca dạy rằng thì dạy ở đâu? Cái thế giới của quý vị là phải biết cái tôi cái source, cái nguồn gốc của nó. Chẳng phải nói Phật dạy rằng là không. Vì vậy cho nên ở chỗ này là những cái câu mình trích dẫn đôi khi không phải của Phật mà mình cứ nói của Phật. Đôi khi những cái kiến giải mang về tỉnh về sau, mang tỉnh bồ phái, hoặc mang tỉnh có chủ đích, hoặc mang tỉnh gọi là thời thế, lại đưa cái đó vào đó được gọi là giáo lý Phật giáo, từ đó cái tranh luận đưa đến cái chỗ là bậc hòa. Vấn đề cái gì, cái khác nhau không phải là khác nhau để dính tranh chấp, mà khác nhau để làm cho nó sáng tỏ hơn những vấn đề cái khác nhau đã cần thiết. Và đó là cái khác nhau của nguyên thủy bồ phái và Phật giáo đại thừa, là khác nhau ở đó. Chẳng phải cái khác nhau giữa chỗ này để rồi đưa tránh cái là nguyên thủy là thấp mà Phật giáo đại thừa là cao. Và chúng ta phải đi vào trong cái giáo lý Phật giáo thì bây giờ chúng ta gọi là chúng ta bây giờ nói một chút đi vào trong hình thức thôi. Đôi khi mà nói quý thi thường thường hồi xưa ta nói mình Phật giáo này là Phật giáo đại thừa này, phải không? Còn mấy cái ông Nam Tông là Phật giáo tiểu thừa, đúng không? Thường nhìn cái này là Phật giáo đại thừa, các cô này là Phật giáo đại thừa, còn các cô kia là khất sĩ, còn cái ông kia là Nam Tông tiểu thừa. Có ông sư ông quan hỏi tôi: thầy đại thừa phải không? Nói tôi theo Bắc Truyền không phải đại thừa. Mà thầy thoải mái là phải, thôi thoải mái. Thế bây giờ tôi phải thầy, tôi là tiểu thừa, tôi là chấp, bây giờ tôi phải thách thầy một cái thôi. Mình làm một cái chuyện mà tiểu thừa hằng ngày làm, thầy làm được không? Nếu mà thầy làm được thì tôi theo đại thừa. Hỏi làm gì? Tôi bữa nay bây giờ ông về ông ăn mặn về tôi. Tiểu thừa tôi ăn mặn, ông đại thừa vô chấp ăn mặn đi. Thử được không? Tôi nói cái thói quen chứ có gì đâu sư. Tôi nói nhá, ông thói quen là một cách để biện hộ cái sự chấp thụ trong lòng mình. Và hiện tại mình vẫn đang vướng bận trong những ngôn từ đó. Đôi khi có nhiều người ta ăn mặn nhưng mà cái tâm ta là rất là lạc. Nhưng mà có nhiều người ăn tạc mà tâm nó rất là mặn. Có không? Có nhiều người tu nhà thân tu mà cái tâm chút xí xí xí. Cái này thiệt đấy chứ. Và rõ ràng cái này là đang biểu hiện trong chung quanh của chúng ta. Cho nên cái chỗ đại và tiểu nó không nằm ở chỗ ngôn từ mà nằm ở chỗ cái tâm. Cho nên bữa trước tôi hỏi quý thầy cô là đại thừa hiểu như thế nào đó. Ở chỗ cái câu có câu đó không? Đó. Và cái ngày đầu tiên mà dục là ngày nào dùng? Ngày dùng trong cái gì đó? Đại thừa khởi tiền luật. Và lúc đó chữ đại thừa đó là nói cái tâm, chẳng phải nói cái ảo, không phải nói cái bồ phải, mà lúc nào cái tâm lớn gọi là đại thừa. Cái tâm này có thể chuyển, có thể là gì, có thể làm tất cả những việc, có thể chứa tất cả mọi thứ, có thể là nó lớn vô cùng vô tận, cái đó là đại thừa, phải không nào? Cho nên ở chỗ này chúng ta khi mà học cái môn này và sau khi học xong, dĩ nhiên những quan điểm của những cá nhân khác chúng tôi không có bàn luận, mà quan điểm của tôi là làm thế nào để giúp cho quý tăng ni nhìn từ sáu suốt, từ nguyên thủy, tư tưởng nguyên thủy đến tư tưởng Phật giáo bộ phải, tư tưởng Phật giáo đại thừa, và chúng ta không còn cái tranh luận. Hôm nay ta nghỉ được 5 phút.